xác nhận là đúng. Thì là tại nhà anh Tài thì dùng khu vực dùng súng chĩa, súng tự chế là đi bắn chó, còn Kha Tâm Kha chở mày vậy sao phải không? Trình bày đó là Kha chở thì chiếc xe là 6 5 7 8 7 7 3 luôn nha. Rồi không thì là được là thời điểm là đang bỏ con chó vô bao thì Tài đưa cho Kha con là chắn cái cây ngang đường phải không? Chắn cây ngang đường thì lúc đó là chắn cái ngang đường thì lúc đó là mấy là chỉ đuổi không, thời điểm đó thì cái bao chó vẫn còn nằm trên xe đúng không? Rồi rồi tự trình bày đi, giờ em trình bày tự 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 nhớ lại và trình bày toàn diện hết. Ông ba nhìn ra về ngay nhà tại chưa?